Nam Khánh nha, xin kính chào quý vị. Hôm nay em lại quay một cái clip để giới thiệu đến quý vị một chiếc đài Soli. Chiếc đài Soli này là đài Soli cổ 1600 quý vị nhé. 1600. Đây là cái rắc nguồn zin của nó nhé. Zin cái rắc nguồn này cũng đã khi mà mua anh em mua cũng đã trăm mấy chục ngàn rồi nhé. Hàng về nguyên zin, dây nguồn đầy đủ. Ở trên này thì nó sẽ có một cái rắc 9V, 6V nữa. Nhưng mà mình cắm điện rồi thì mình không cần xài đến cái đấy nữa. Đây là cái lúm dò đài này. Hiện giờ thì em đang bật đài radio. Đây xa rồi nhé. Con này cũng khá bắt được khá là nhiều đài. Đây có anten nhé. Anten này. Vệ sinh thì cũng chú ý hơn. Hình thức thì rất là đẹp. Phút thôi. Mình nghĩ là những cách này cũng sẽ mặt trên này mặt nhôm nha quý vị nhé. Mặt trên này mặt nhôm. Còn nhôm. Cách nữa, mình khang xin được chia sẻ luôn. Đó chính là sử dụng nghệ Soli 1600 quý vị nhé. Tái tạo tế bào thì nghệ còn có đặc tính chống dị ứng và bảo vệ cổ họng khỏi những nguồn bệnh gây dị ứng. Soli. Ngoài AMLM, Zikoder, dòng monitor và một nhúm bột. Đây là phong cassette. Buổi tối. Cassette thì chúng ta đây là nút ra cửa đĩa này, ra cửa băng này. Khi mà mình cho băng vào, chúng ta phải ấn xuống cái đấy, nó nhận nó đóng lên, cho đóng cửa vào, không thì không đóng cửa nhá. Chia sẻ với mọi người. Mong rằng là quý vị đây là phía sau sẽ chú ý hơn bảo vệ sức khỏe của mình, nhất là trong mùa nắng nóng như thế này. Đây là Soli diễn biến thất thường. CF1600 chiều là có những cơn mưa rất là dùng điện 100V và điện 6V nữa. Thì quý vị tiện cái nào thì mình cắm cái đấy nhé. Soli Sapa con này thì cũng khá là sâu đời rồi. Ở dưới này thì nó có một cái lắp pin nữa để sử dụng pin ở trong này nhé. Với những đây là đang bắt đài radio FM các bạn nhé. Thưa quý vị và các bạn, AM FM thì đều bắt ok. Ở đằng này nó có mấy cái nút ổ cắm gì nữa này, cắm mic này, có những giải pháp đối phó kịp thời. Và có thể nói là những mô hình tái chế rác thải thành vật dụng hữu ích tô điểm cho những quán cà phê đã hình thức thì đẹp xuất sắc các nhá. Trong đó có cả giữa này của chúng ta bằng sự sáng tạo cùng với ý thức bảo vệ môi trường, rác được biến thành tài nguyên. Một đoạn còn dài 500 manico ở đây nhá, mà chúng tôi sẽ cùng đề cập hàng Nhật về đẹp và len keng. Tất cả những cái viền này của nó còn rất là sáng nhá, quý vị nhìn thấy không, rất là sáng nhá. Để cùng đến với những nội dung đáng chú ý, đây mình ra sang đây thì mình chuyển sang phần băng cassette. Tôi thường đi đó đây, buồn đen in dấu dày, lửa thù nó đôi mắt, chân không âm gió phương xa, nhìn đêm vắng mây mù trên núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mông mênh, đêm đêm nằm đường ngăn bước. Cái anten của nó rất là dài, nó dài tầm phải tầm mét hơn mét. Đấy, khi mình kéo xuống thì nó nhảy gài vào đây. Đấy, quý vị nhá. Đây là stop này, còn đây là tua này, đấy, tua bên này, đây, cái con này á, thì cái cửa ấn nút ra đĩa nó không phải trùng với cả nút stop như các con khác, nó một nút riêng biệt, đấy, đấy, khi ấn ra nó tự nhảy băng lên, đấy, còn khi chúng ta cho băng vào thì chúng ta phải ấn xuống một cái như này thì mới cho vào được nhá. Chiếc đài Soli, đây, CF 1600
mặt nhôm rất đẹp nha quý vị nhé, núm nút cũng rất đẹp. Quý vị có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại 0972 451 489. Xin nhắc lại là 0972 451 489. Chiếc đài radio Soli 1600 cực đẹp, dây nguồn cũng là dây nguồn zin của nó luôn, dây nguồn nhá, rất đẹp luôn. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp quý vị ở cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn. Con này nó rất là nhỏ gọn, anh em xách tay rất là ok. Đấy, mình có thể nắp pin là mình chơi hoặc là mình cắm điện tùy theo nhá.